Chào các bạn đến với khu vườn của nhà mình. Hôm nay thì cùng mình tìm hiểu một chút về dòng lavender Goodwin nhé. Đây là cây Goodwin 1 năm tuổi của mình. Đây đang và đang là mùa hoa. Đặc điểm của dòng Goodwin thì mình thấy là nó cũng rất là thích ưa ra mát, biếng lắm đúng không? Nó không có thích nắng nắng nhiều. Nếu mà bạn muốn trồng ở khu thời tiết mà nó nắng nóng nhiều ấy thì bạn phải trồng dưới tán lá, hoặc phải đảm bảo, cực kỳ đảm bảo là nguồn nước của nó đủ, chứ không thì nó sẽ dẫn đến có một cái hiện tượng giống như cây này của mình khi mình trồng trong chậu á. Lá nó không được tươi, nó có phần hơi héo héo á, và nó màu xanh đậm hơn. Cái này thì do mình để phía bên bên kia của lối đi á, nó nắng gần như nguyên cả ngày. Còn khu này của mình là chỉ có nắng sáng thôi. Vì thế bạn thấy cây nó rất là xanh mát đúng không? Xanh và khá là tốt. Dòng này thì hoa của nó như này. Nó rất là thơm. Mình cũng có thêm một dòng nữa, đấy là Dentata. Thì để mình coi cho bạn xem nhé. Đây, cây này cũng bụi khá là lớn luôn. Dentata thì mình hiện tại đang nhân rồng nó lên. Đó, cây này là nó chỉ có nắng buổi sáng và nó rất là ít nắng. Còn đâu là nó chỉ là ánh sáng thôi, chứ nó không có chịu nóng nắng nắng nóng như nhiều như phía bên kia của nhà mình. Phía đằng bên kia thì chiều, nhà mình là hướng Tây Bắc nên buổi chiều nó rất là nắng và nóng. Để mình coi sao cái này như bị sâu ăn hay là con gì nó xén lá nhá. Mùa này ngoài sâu thì nó còn có thêm một con cực kỳ là mình không thích. Đấy là chính là con bọ cánh cứng, mà nó chuyên đi ăn ban đêm. Khi ăn thì nó vì nó biết bay nên khi ăn nó không để lại một dấu vết nào hết, mà bạn chỉ thấy là lá của bạn bị xén này, và nó xén 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 sẽ ăn gần như là bao giờ nó hết lá thì thôi. Nên con này thì mình rất là ghét bởi vì nó còn biết bay nữa chứ. Bạn bây giờ nó biết bay. Nên nên rất là rất là á cay khi mà không thể bắt và tiêu diệt được nó. Bạn có thể dùng sao ta? Bạn có thể dùng cái thuốc bảo vệ thực vật để đuổi, hoặc là khi mà xịt lên lá rồi sau đó con bọ cánh cứng nó ăn rồi nó sẽ bị về với Chúa chứ. Nhưng còn mình thì mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật nên cực kỳ mình chưa có nghĩ ra cái biện pháp nào để mà có thể diệt được cái con bọ cánh cứng khi mà nó cứ xén lá. Đây, dấu hiệu của nó là nó cứ xén lá như này, bởi vì sâu thì nó còn để lại cho bạn một ít mứt để bạn cũng biết à, hóa ra là sâu đúng không. Còn con bọ cánh cứng thì nó ăn ban đêm và nó không để lại gì cả, nó chỉ để lại cho bạn một bãi cái chiến trường, đấy là trụi lá thôi. Và mùa này thì rất là sợ, cả mấy cây hoa hồng cũng thế, nó sẽ ăn và nó, mình nghĩ đến cái cảnh năm ngoái cái cây của mình nó bị trụi lơ trụi lốc nên sợ thật đấy. Đây là cây Dentata. Dòng này thì mình thấy nó tinh dầu chứa trong thân và lá của nó không nhiều như cây Goodwin. Lá của nó bạn cũng thấy là nó răng cưa hơn, màu xanh của nó non hơn. Và đặc điểm của dòng Dentata thì theo mình đọc thì nó lại rất là ưa nắng, tức là nắng nhiều thì lại tốt cho nó hơn. Còn dòng Goodwin thì thực sự là nó không có ưa nắng nóng lắm, nếu như mình nói đấy, tức là nếu mà bạn vẫn thích. Mà thực ra là mình thấy nó cũng đáng, rất là đáng trồng. Vì dòng này chẳng hạn Dentata mình thấy là cái hương thơm trên
hương thơm trên cây nó rất là nhẹ thôi. Hầu như bạn phải dì sát mũi bạn mới thấy á. Còn Delta, bạn chỉ cần ngồi gần, chứ cần chạm lá đâu nha. Chỉ cần có gió thổi qua bạn cũng thấy nó rất là thơm. Hoặc buổi tối ấy, khi mà bạn tưới nước cho cây ấy, bạn chỉ cần tưới tưới nước vô cái lùm cây thôi, nó cũng đã tỏa hương rất là thơm rồi. Mà không cần phải cầu kỳ gọi là chiết xuất hay gì cả. Bạn cứ trồng một cái cây và lấy hương tự nhiên cho ngôi nhà của bạn thôi. Mà dòng này mình thấy là nó cũng khá là dễ chăm, không có khó khăn gì cả. Cái này thì mình, những cái cây mà mình hạ thổ, tức là mình trồng hẳn xuống đất ấy, thì thứ nhất là cái chế độ của nó cũng ổn hơn, bộ rễ của nó là rễ chùm, nên cái phần đất mà mình cho xuống uống, cho xuống vườn ấy, cây nó thường rất là tốt. Còn những cái cây mà mình để chậu để mình trưng ấy, thì mình thấy là có gì đấy là nó độ mướt của nó cũng như là khỏe, nó không được bằng. Vì thế nếu mà bạn muốn trồng cây nó lâu mà thân, tại vì thân của những cái cây này nó rất là đẹp, để mình coi có cái gốc nào mà mình có thể cho bạn xem được ha. Gốc này mình trồng sát đất quá nên rất là khó ngắm, không biết máy quay của mình có đến không. Đây, bạn nhìn thấy cái gốc của nó không? Nó đã co to hơn cái ngón tay cái của mình rồi ấy. Nếu mà bạn trồng trong chậu ấy thì cực kỳ đẹp luôn. Mình để đây cho nó đỡ bị đổ. Gốc của nó rất là to, nó giống như cái gốc hương thảo cổ ấy, nhìn rất là thích. Nhưng mà mình cho nó xuống đất rồi nên nhìn nó không được rõ lắm. Ok, nếu mà bạn thích giống hương thảo này, lavender, thì cứ liên hệ với phần mô tả ở video nhé. Mình sẽ gửi giống cây cho bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.